Heo mình lâu lâu mới được một con đẻ ban ngày các bạn. Ngày hôm qua là nó đẻ một con là buổi chiều rồi, quay không kịp cho các bạn xem rồi. Hôm nay là nó đẻ một con là buổi sáng. Nó bể nước ối sáng giờ rồi mà nó chưa có đẻ được. Bây giờ thì mình sẽ quay sơ con heo này cho các bạn xem nha. Hôm nay buổi sáng thì ánh sáng đầy đủ các bạn. Các bạn đón hết clip xem là con này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Rồi sẵn ở đây các bạn thì mình khuyên các bạn á, các bạn khi mà chăn nuôi, các bạn mua heo á thì các bạn lựa chỗ mà uy tín chất lượng nha. Các bạn đừng có mua heo trên mạng không rõ nguồn gốc. Khi mà người ta quay heo cho các bạn coi á, heo đảm bảo ok, heo rất là đẹp luôn. Giá hiện tại công ty bây giờ là từ 10 đến 12 kg á, nó rơi vào 1 triệu 8 đến 2 triệu rồi. Mà bây giờ người ta đang chào với các bạn á, là giao tới nhà heo 10 kg thì nó rơi vào tầm 1 triệu các bạn. Các bạn có thể bắt 30 con, 40 con, họ tặng thêm bạn các bạn một con nữa. Như chạy mình hiện tại là 8 kg là 1,3 triệu, 10 kg là 1,4 triệu. Thì bây giờ mà các bạn mua heo mà người ta vận chuyển về tới nhà cho các bạn nữa thì tiền xe nó cũng 2-3 triệu rồi. Mà bây giờ một con có 1 triệu mà các bạn bắt nhiều 30-40 con thì tặng thêm 1-2 con nữa, thì đảm bảo là heo vấn đề, không bao giờ mà có chuyện đó đâu các bạn. Heo bây giờ heo con á buông ra là không có đủ bán, không đủ giao nữa, mà làm sao mà chào giá mà 10 đến 12 kg mà có 1 triệu rồi các bạn. Các bạn lưu ý nha. Rồi các bạn qua đây mình quay cho các bạn xem con heo của mình nè các bạn. Sáng nay á là chắc nó đẻ buổi sáng các bạn ơi, mình thấy nó dở đây là nước ối nè các bạn. Nước ối của nó có hồng hồng nè. Đây là nước ối nha, nó mới đứng dậy nó ăn rồi đó. Mình cho nó nửa ký cám để cho nó ăn. Sáng nó cũng đòi ăn nữa. Rồi một tí nữa nó đẻ thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Cái con này thì mình đón khoảng chừng 12-13 con các bạn. Theo các bạn thì đón con heo này bao nhiêu con nha. Nó có sữa rồi, nó xịt sữa rồi. Đây ngày hôm qua mình đi công chuyện về là con heo này nó đẻ nè. Và mình không có kịp quay cho các bạn xem. Lúc mình về là nó đẻ được 9 con rồi. Đàn này nó được 11 con các bạn. Nhưng mà hôm nó yếu một con là nó hao một con rồi. Cái con này mình dự định là mình đón là khoảng chừng 7 con, 8 con là tính là đẻ xong là loại nó rồi. Mà nó đẻ 11 con thì để lại nuôi thêm nha các bạn. Sáng nay thì nó biết tránh hết rồi các bạn. Đó, mẹ nó đứng vậy là nó gom ra chỗ khác nó tránh hết rồi. Rồi tới chờ con này đây. Các bạn thấy nó nằm xuống nó nhiễu nước không? Đó, nó ra nước ối rồi đó. Nó chuẩn bị đẻ rồi đó. Rồi mấy bầy bên đây thì hôm nay chích cho nó một mũi Catosan nữa. Rồi ở đây mình cập nhật tình hình cái con đầu tiên cho các bạn xem nè. Dây rúng còn dính trong mẻ luôn nè các bạn. Con này thì cũng tương đối to thôi chứ chưa to lắm nha các bạn. Hồi sáng giờ nó dở nước ối lâu lắm rồi mà tới bây giờ nó mới đẻ đó. Hồi sáng giờ thì chắc cỡ 3 tiếng, 4 tiếng nữa các bạn. Lúc mà mình quay cho các bạn xem đó, lúc đó là mới sáng khoảng 7 giờ mấy thôi. Bây giờ là 12 giờ rồi. Rồi con đầu tiên nha các bạn. Heo của mình vừa ra con thứ hai nữa nè các bạn. Chuẩn bị sọt cho nó, rồi căng đèn cho nó, rồi để ra con thứ hai rồi nha. Con thứ hai này mình cho vô sọt chung với nó đi, con thứ nhất nha. Rồi để một tí nữa thì mình cập nhật cái con heo này nó đẻ con ra cho các bạn xem. Mình đang buộc cái cây, chưa có cây để buộc đèn ống nữa. Buộc cái cây này đỡ để treo đèn ống xuống cho nó. Heo mình ra con thứ ba này các bạn. Con thứ ba ra đầu trước, con này nguyên con bò luôn các bạn ơi. Rồi để lau chùi con này đi nha. Nãy giờ con này đợi khoảng 15 phút rồi. Được 3 con rồi các bạn. Đây, heo thì cũng tương đối chứ không nhỏ, cũng không bự nha. Mấy bầy bên đây là mình sửa chuồng là mình chưa có thời gian để mình thiến nữa nè. Ngày mai là mình nhờ vợ mình ra để mình thiến thì mình cắt đuôi luôn. Không gài công chuyện quá trời lu bu các bạn ơi. Đằng này cái con bên đây là ok, khỏe mạnh hết rồi nè. Ngày hôm qua là mình không có kịp quay cho các bạn. Cái đàn này là 11 con, tối nó hao một con rồi, nó bị mất nhiệt các bạn, nó bị sốc nhiệt hay sao á, nó yếu yếu rồi nó hao luôn nha. Ba con mà bụng vẫn còn đội các bạn ơi. Mấy con bên đây thì ăn no hết trơn rồi, mấy con này tách bầy ok nha các bạn. Mình tách bầy mình chọn amốc có 2 ngày thôi rồi mình hết amốc. Rồi chiều nay thì mình mới chọn lại. Heo của mình tách bầy hôm nay là 3-4 ngày rồi vẫn ok bình thường. Không con nào tiêu chảy hết. Heo khỏe mạnh nha các bạn. Rồi heo của mình mới vừa ra con thứ tư nó bị lọt xuống nước luôn các bạn ơi. Chỗ này cái cửa nó hở rồi nó lọt xuống nước nha. Đây là con thứ tư nè, trong đây 3 con rồi nè.
để con thứ tư này vô rồi chờ một tí nữa con heo mà nó đẻ ra thì mình quay trực tiếp cho các bạn xem quá trình mà con heo nó vừa lọt ra nha các bạn. Mình ra hai con một lượt luôn nè các bạn, con thứ năm con thứ sáu luôn nè. Thôi quay không kịp cho các bạn xem luôn rồi, con này đẻ cũng nhanh đó, để mình cứu cái con nhỏ đó trước, nó bơi bơi rồi. Đây hai con nè các bạn, hai con ra một lượt luôn, con trắng thì ra sau nha, cái con bò thì ra trước. Rồi tổng đàn của mình là được 6 con rồi, đẻ nhanh đó các bạn. Mình vừa rửa tay là quay lại là thấy con bò đẻ, con trắng nó ra được nửa con rồi. Chạy lại quay cho các bạn xem mà không kịp luôn. Đó, heo mẹ nó bụng vẫn còn đội nha các bạn, 6 con rồi bụng vẫn còn đội nha. Con này mình đoán tầm 12, 13 con nha. Rồi heo mình ra con thứ bảy luôn các bạn ơi, nằm xuống là đẻ luôn, quay không kịp luôn. Heo thì cũng tương đối các bạn, không to không nhỏ nha. Ok đó, bụng vẫn còn đội các bạn, 7 con rồi bụng vẫn còn đội, còn con nữa. Rồi nó ngồi nó đẻ luôn rồi các bạn ơi, nó ngồi vậy nó đẻ luôn đó. Coi coi tới tới con đẻ luôn rồi, con này con bò các bạn, đây sát xuống nè con bò đó, nó ngồi vậy là nó đẻ luôn, tính đâu là nó nằm xuống. Trời ơi nó ngồi vậy làm cái bẹt cái rồi gan con nha. 8 con rồi các bạn, đây heo mình hiện tại là 8 con nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thả 8 con này ra cho nó bú trước, còn mà những con mà nó đẻ ra sau á thì chút nữa mình cho nó bú sau nha. Thả cho nó ra nó bú đi, nó đòi quá à. Một con nè, hai con nè, ba con nè, con này em bé, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, còn đây con nữa là tám con nha các bạn. Đó, thả ra tám con cho nó giành bú trước nha. Thôi đẻ luôn các bạn ơi. Đó, con thứ 9 luôn các bạn ơi. Đây con thứ 9 là con bò nữa nè. Đó, thả ra mấy con này bú rồi, con này đẻ luôn. Con này đẻ cũng nhanh lắm, nãy giờ đẻ hụt hụt vậy đó. Rồi, 9 con nha các bạn. Tiếp theo ra nữa các bạn ơi, ra đầu trước luôn. Dãy dãy rồi, chùi thôi. Đây nè các bạn, em thứ 10 nè, dãy dãy chứ không sao. Bình thường đó các bạn, tại vì đứng im thôi chứ không có ngợp nha. Chùi miệng là nó hết bình thường. Rồi cho vô đây luôn các bạn ơi. Con thứ 9, con thứ 10 cho vô trong sọt luôn. Đó, hai con ở trong đó đi. Một tí nữa cho bú sau. 8 con ngoài này là giành bú được rồi nè các bạn. Heo mình được 10 con rồi các bạn, nhưng mà bụng nó vẫn còn đội nha. Ở chỗ này nè, vẫn còn đội nè. Đây đang chuẩn bị gặn nữa nè. Rồi con thứ 11 chuẩn bị ra nè các bạn, đang gặn nha, đang ra các bạn ơi, gặn cái nữa là ra nè. Đó, con thứ 11 ra đuôi trước. Rồi con này trắng nha, nãy giờ canh quá trời luôn, quay cho các bạn xem trực tiếp luôn đó. Rồi để lau chùi nó cái các bạn ơi, giả bộ xỉu nữa rồi. Đây em thứ 11 nè các bạn, con này cũng tương đối nha, để vô chung sọt với nó luôn. Đây 11 con, trong đây 3 con ở ngoài, 8 con là bú muốn no đó. Một tí nữa thì nhốt 8 con này lại cho 3 con này ra bú sau các bạn. Vẫn còn nữa các bạn, vẫn còn đội nữa nha. Khả năng là còn 1-2 con nữa các bạn ơi. 11 con rồi. Buổi chiều chiều nay thì mình bấm găng mình cắt đuôi cái đàn này với cái đàn mới đẻ luôn. Các bạn lưu ý nha, heo đẻ ra các bạn nhớ bấm găng để cho heo nó đừng có cắn vú mẹ nó. Cứ cắn vú mẹ nó là mẹ nó cứ nằm úp hoài, là các bạn cực, các bạn đi canh heo hoài đó các bạn. Để cho găng nó sát, nó bú mẹ nó thì nó không đau, thì mẹ nó không có trở bề, không có đứng chị hoài. Các bạn đỡ công canh nó và chăm sóc nó hơn nha. Găng heo con nó bén lắm, nó dành cái là nó cắn mẹ nó đau lắm. Rồi heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 13 nè các bạn. Dặn một cái nữa là ra nha. Sắp ra tới các bạn ơi. Nó ra nãy giờ một chùm nhau nhỏ rồi. Còn một con trong này á, nó chưa có ra. Heo của mình đẻ được 12 con rồi, mình chưa có tiêm oxytocin nào hết trơn á.
mình đợi con này đẻ xong là mình sẽ tiêm cho nó 3C oxytocin nha. Các bạn lưu ý nha, heo các bạn đẻ tự nhiên được thì các bạn cứ để cho nó đẻ tự nhiên đi. Khi nào mà nó gặn không nổi nữa thì các bạn mới tiêm thuốc hỗ trợ cho nó thêm nha. Còn các bạn đừng có lạm dụng thuốc mà đẻ ra con đầu tiên thì các bạn tiêm. Nhiều khi heo của các bạn bự nó kẹt lại á, là nó ngọp đó các bạn. Cái con mà đầu tiên mà nó ngọp ở đây á, nó kẹt lại ở đây á, là mấy con sau nó tống xuống nước chi uống lâu quá là nó ngọp, hoặc là heo của các bạn yếu khó nuôi. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Heo của các bạn ví dụ như đẻ 13, 14 con thì 9 con, 10 con các bạn hãy tiêm. Các bạn đừng có gấp tiêm sớm. Heo mẹ nó thời gian đầu nó còn sức thì các bạn cứ để cho nó gặn. Rồi nãy giờ mình chờ đợi mà nó chưa có đẻ ra các bạn, là mình đã tiêm cho nó 3C oxytocin rồi nha. Đợi khoảng chừng 10 đến 15 phút thì oxytocin nó sẽ có tác dụng là nó tiếp con heo mẹ này, nó đẩy con ra. Nãy giờ là được 12 con thì nó cũng mệt rồi các bạn. Ở ngoài là 8 con nãy giờ mình cho bú đó. Ở trong đây 4 con nè, là 12 con. Rồi mình cập nhật tổng thể cái đàn heo của mình cho các bạn xem nè. Cái con trên bụng là cái con thứ 13 nè các bạn. Cái con này ngọp, mình xử lý nó, mình cứu nó sống. Nãy giờ nó dãy dụa, nó mới tỉnh lại chút đó các bạn. Nó còn yếu lắm. Ở ngoài 8 con nha, với cái con đó là 9 con, chứ trong đây 4 con là 13 con nè. Heo mình này giờ 13 con, nãy giờ mình lo mình xử lý con thứ 13 đó. Đẻ ra là nó ngáp ngáp rồi. Bắt đầu là lau chùi, rồi chổng hai cái giò sau nó lên, vỗ vỗ vô cái lưng nó mấy cái, rồi quay lại chùi miệng, chùi mũi nó. Làm vậy 3-4 lần á thì nó thở được, nó làm khạc khạc á là có thể là nó sống các bạn. Đó, rồi bắt đầu mình để lên trên mình mẹ nó tí cho chiền hơi ấm nó cũng đỡ các bạn. Rồi mới bỏ vô sọt nha. Bây giờ thì mình nhốt nó lại. Bỏ chung vô đây. Con này tương đối là cũng to. Rồi 8 con này á các bạn là nó bú no rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhốt nó vô sọt để mình thả 5 con này ra cho nó bú các bạn ơi. Con mẹ nó thì mình thấy nó vẫn còn đội đó, nhưng mà không biết là còn nhau hay còn con. Nếu mà còn thì chắc cũng còn một con đó thôi, chứ không nhiều đâu các bạn. Bây giờ thả ra cho nó bú đi. Chuyển mưa các bạn, chuyển đen thui chân nè. Đó, trời xanh dần đen thui chân nè. Như vậy là đến thời điểm này heo của mình đã sanh xong rồi các bạn. Tổng số là 13 con thôi các bạn ơi. Ở đây là 5 con nè. Trong sọt mình gửi nhờ đèn ấm bên đây 8 con. Là nó là 13 con nha các bạn. Các bạn kiểm heo với mình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó 8 con. Còn đàn này là 10 con là của cái đàn này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi. 1, 2, 3, 4. Ở dưới này con là 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Điên con đó là 10. Rồi bây giờ mình bắt 8 con này các bạn về với mẹ nó nha. Rồi hiện tại là mình thả 8 con về với mẹ nó rồi đó các bạn. Mẹ nó đẻ xong rồi đó, là 13 con. Con kia là 11 con. Hồi hôm nó hao một con, nó yếu một con. Giờ còn 10 nha. Hai con này thì cưa ngang thì cũng một con 11, con 12 con thì cũng ok các bạn. Rồi hẹn với các bạn á, là những clip đẻ tiếp theo á, là mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Để coi con này là ngày 13 tháng 6 á, thì nó mới đẻ các bạn. Con này chắc đẻ tầm 15 con á. Con này bụng nè các bạn, bụng cũng to lắm. Rồi tới tháng 7 á, thì nó mới đẻ tiếp nữa các bạn ơi. Mấy con bên đây á, thì tới ngày 7 tháng 7. Bên đây ngày 4 tháng 7. Đây ngày 27 tháng 7. Tới tháng 7 á, thì nó mới đẻ. Heo của mình đẻ xong rồi các bạn ơi. Hẹn với các bạn là clip kế tiếp á, thì mình sẽ cập nhật tình hình heo đẻ cho các bạn xem nha. Bây giờ là tạm biệt các bạn nha.